Cháu Linh xin chào tất cả cô bác anh chị, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì cháu Linh đang có mặt tại trên đỉnh Hấu Chua. Và tiếp theo chương trình hôm nay, Mỹ Linh quay trở lại đỉnh Hấu Chua để báo những tin vui cho gia đình nhà bác Trơ hay là gia đình của nhà A Pó trong biệt đội 7 anh em siêu nhân làm đường. Thì lần trước thì là cô Tâm Từ ở bên Mỹ thì cũng có gửi là tiền thì còn hơn 4.800.000 đồng là mua lợn cho gia đình của nhà anh A Pó. Thì hiện tại Linh vẫn chưa mua cho gia đình anh, thì đợi đến mấy hôm nữa là bác Trơ là sẽ đi mua bò, thì là sẽ cùng nhau là Linh sẽ cộng cái tiền đó để vào mua. Thì hôm trước thì Linh có nhận được những sự ủng hộ từ khán giả có gửi tiền về cho gia đình nhà bác Trơ, thì là hiện tại là có được là 7 triệu đồng. Thì Linh sẽ nghĩ là cái tiền này thì Linh sẽ không đưa lại cho bác Trơ nữa, mà Linh sẽ dùng thẳng vào cái việc là mua bò giống để cho gia đình nhà bác Trơ có thể phát triển kinh tế. Hôm trước thì Linh có nhận được của cô Huyền ở Hải Dương gửi là 300.000 đồng cho bác Trơ. Một bác giấu tên ở Thanh Xuân, Hà Nội có gửi 5 triệu đồng cho bác Trơ. Chú Hà ở Đồng Nai thì có gửi là 1 triệu 500.000 đồng cho bác Trơ. Có gửi 1 triệu 500.000 đồng, trong đó là 1 triệu cho bác Trơ và 500.000 đồng cho bác Xính Già. Và anh Nguyễn Bá Thế ở Nghệ An thì có gửi là 1 triệu đồng. Thì hiện tại cái số tiền của bác Trơ sẽ là 5 triệu, 1 triệu là 6 triệu, 7 triệu, 7 triệu 300 nghìn đồng. Thì cái số tiền này Linh nghĩ là sẽ mua được một cái con bò cái để về làm giống cho gia đình nhà bác Trơ. Nếu mà quý cô bác thấy ý kiến của cái ý tưởng của Linh là mua bò về làm giống cho nhà bác Trơ như thế thì có tốt không thì mọi người có thể bình luận phía bên dưới. Vì tại vì còn phải để đến tuần sau nữa cơ thì mới mua được bò cho gia đình nhà bác Trơ. Xin chào A Pó nhá. Vợ đâu hết rồi? Vợ nó đi giúp anh vừa đập đá rồi. À, đi giúp anh vừa đập đá rồi à? Vâng. Đấy thì hôm nay thì quay trở lại đây thì cũng vài hôm thì anh Pó là đi giúp họ bẻ ngô à? Vâng. À, đây anh Pó thì cũng đi giúp nhà người ta là bẻ ngô, thì mấy lần vào thì Linh cũng không gặp. Hôm nay thì anh đang ở nhà thì vợ thì đang đi giúp anh vừa là đập đá với cả nhiệt bột đá. Vâng. Thì trong cái ngày hôm nay thì Mỹ Linh quay trở lại đây là Mỹ Linh cũng báo là lần trước là Mỹ Linh có bảo là mua lợn cho gia đình nuôi đúng không? Vâng. À, đâu lấy ghế ngồi đi nào. Lấy ghế ngồi đi để Linh hỏi xem là ý kiến gia đình như thế nào. Tại vì là Linh cũng thấy ở chỗ cái khu vực này ấy, thì là nếu mà để nuôi lợn thì nó cũng hơi khó. Cái khu vực này thì rau cỏ bò ấy nó rất là nhiều, không sao đâu, bự bự một tí cũng được, có sao đâu mà. Đấy. Thế là dạo này cái căn nhà này là ngày xưa là bị cây đập vào là nó bị hỏng à? Vâng. À, bị bán con bò để sửa. Bán con bò để sửa đi. Vâng. À, bây giờ là trong chuồng là cũng không có gì. Vâng. Trong chuồng là còn gì? Còn lợn, nhưng mà lợn của chị thôi. À, lợn của chị gái à? Vâng. À. Ở đợt nọ thì cũng vào quay thì có nhìn thấy cái lợn đâu đúng không? Vâng. Hôm nay chị gái lại mua cho à? Vâng. Nó bảo là không có cái gì nuôi đi. Chắc là cho ăn, tại vì đang mùa thu hoạch ngô nên là có bí đúng không? Vâng. Nên là lấy sang cho nuôi à? Vâng. À, đấy thì cũng bảo với cả anh A Pó đây, thì là hôm trước thì anh còn là được cái số tiền, là tại vì là lần trước ấy cô Tâm Từ có gửi tiền thì Linh đã mua điện thoại, mua xe máy cho cái hoàn cảnh anh Kỳ đó, thì mua xe máy thì còn cái số tiền còn thừa lại là 4.800.000 đồng. Thì Linh cũng báo cho anh A Pó là sẽ mua một đôi lợn giống cho anh. Thì hiện tại thì Linh có hỏi thì là thế mình thích nuôi lợn giống hay nuôi bò? Nuôi bò đó. Nuôi bò thích hơn á? Vâng. Vâng. Nhưng mà bây giờ tiền không đủ. Tiền không đủ thì... Thế gia đình còn đồng nào? Không. Một đồng cũng không có? Vâng, một đồng cũng có. Đấy, quá là khó khăn các bác. Linh thì cũng không biết nào. Hôm nay thì Linh cũng vào đây thì cũng vào thẳng vấn đề luôn, là cũng vào nói chuyện với gia đình nhà anh A Pó đây thì xem là gia đình mua lợn giống hay là mua bò. Nhưng mà hiện tại là chỗ nhà anh Pó đây đang bảo là muốn mua bò. Đó thì mua một con bò cái thì nó tầm khoảng là rơi 7 đến 8 triệu cơ. Đó thì bây giờ hiện tại cái số tiền của anh đang có 4 triệu 8 thôi. 4 triệu 8, đấy vẫn còn thiếu tầm khoảng 3 triệu nữa thì mới mua được một con bò cái nhỏ đúng không? Vâng. Đấy. Rất là khó. Thế Linh đang phân vân. Thế đợi cũng không biết nào, cháu Linh cũng thương các bác, tại vì anh A Pó này thì là
Bố thì mất sớm, mẹ thì đi bước nữa. Đấy. Bố A Pó mất là A Pó năm bao nhiêu tuổi? Mười tám tuổi. 18, 19. Mất bao nhiêu năm rồi? Một năm rưỡi. Một năm rưỡi, mới mất năm kia, làm gì 2 năm chứ đúng không? Hai năm rồi, 2 năm. Thế xong mẹ là đi lấy chồng rồi. Đó các bác, thì bây giờ cũng để lại 2 anh em. Thì hiện tại căn nhà A Pó đang sinh sống đây là nhà của em trai. Còn A Pó thì là nhà thì mấy nữa bảo với làm nền kia đúng không? Tí tí ra đi xem nào. Thực sự là nghe được cái câu chuyện của A Pó thì trong cái biệt đội làm đường đó thì Linh cũng rất là thương với cả xúc động. Thì qua đây thì chắc khả năng là thôi Linh sẽ cố gắng là tại vì lần trước Linh có hứa là ở trên kênh là mỗi 1 tháng được tiền YouTube thì Linh sẽ trích ra ủng hộ cho những hộ gia đình mua vật nuôi, thì chắc Linh sẽ cố gắng là trích ra 3 triệu đồng để cho anh A Pó đây đủ là 7 triệu hơn, 7 triệu 8 triệu hơn thì để anh mua bò. Đấy. Xem cố gắng xem kênh thì cố gắng là hỗ trợ cho 3 triệu để mua bò nhá. Đấy. Thì thấy gia đình thì tài sản thì cũng chả có gì các bác. Đấy, mỗi ngày. Đây là còn may là ngày xưa là bố còn hôm đợt nọ là bán bò đi để sửa lại nhà đúng không? Vâng. Nhưng mà con bò đấy của em trai à? Con bò nó của em trai không? Thế là nó sửa là bây giờ nhà của nó. Vâng. Khổ thân. Linh không biết nói nào các bác. Thực sự là những cái hoàn cảnh đây thì đến nhà nào nó cũng khó khăn như nào. Đến nhà nhanh nhanh siêu nhân thì cũng khó khăn. A Pó về bố thì mất sớm. Mẹ thì đi bước nữa. Đấy, bây giờ cũng không có ai là người đầu đàn để giúp đỡ về kinh tế hay là vay mượn để làm nhà. Mấy nữa là em trai là đi học về là nó cũng lấy lại cái nhà này thôi. Hiện tại nó chỉ cho ở nhờ thôi đúng không? Và ở nhờ thôi. Đâu đi xem ở chuồng nào để cho các bác xem, không các bác lại bảo là Mỹ Linh lại lừa đó. Thì kênh sẽ cố gắng là hỗ trợ cho 3 triệu đồng cho A Pó là mua há khóa ở ngoài đó. Ui, thế đi đường khác được không? Đó, thì cố gắng thêm hỗ trợ cho những cái hộ gia đình đây. Thì nói thật với các bác là cháu Linh thì đi làm cháu cũng là từ tâm, cháu cũng không tiếc tiền đâu. Có nghĩa là mình có thì mình sẽ cho, mình không có thì mình sẽ bảo là mình không có. Cũng có nhiều bác thì cứ bảo là làm toàn làm không hay hay thôi không cần, ở đây cũng được rồi, khóa cửa rồi đúng không? Vợ thì khóa cửa cầm này các bác. Có thì có mỗi một con lợn kìa, có các bác nhìn thấy một con lợn trong chuồng thôi. Còn bên kia thì không có rồi, bò cũng không có, gà thì có mấy con. Ở đây thì cỏ bò nhiều đúng không? Thế giả dụ đâu đi sang bên này à? Giả dụ mấy nữa là hỗ trợ thì sẽ làm nhà chỗ nào? Chỗ cái lán này á? Đấy thì cháu Linh cũng rất mong là nhận thêm được những cái sự ủng hộ từ quý cô bác để tiếp tục ủng hộ cho 7 anh em siêu nhân. Rất mong là tiếp theo đó thì sẽ được những cái hoàn cảnh nó giống như kiểu A Pó đây. Bố mẹ thì bố thì đi bố mất sớm, mẹ đi bước nữa. Đấy, chỗ này à? Chỗ móng nhà này là đất của A Pó à? Vâng. À, chỗ cái lán chạy được trước anh em mình ở đây đúng không? Vâng. Đó. Nếu mà chỗ này làm thì chả phải kè lại hết đoạn móng như này à? Thế là phải kè lại nhá các bác. Tại vì chỗ này nó hẹp ấy. Chỗ này phải kè đến đâu? Chắc phải đến cái gốc cây to này ấy nhờ. Đấy. Lại phải kè đến đấy. Khó khăn nhỉ, bây giờ muốn làm một cái nhà cũng khó. Thế nhá, Linh sẽ cố gắng là hỗ trợ cho 3 triệu nữa để đủ mua một con bò nhá. Vâng. Tại vì A Pó đây thì biết là không có tiền rồi. Bản thân mình Linh đi làm nó cũng không có tiền đâu. Tại đấy, làm có nghĩa là tiền YouTube thì nó cũng có tiền từ YouTube thật. Nhưng mà anh thấy em đi lên bản lần nào em cũng mua thức ăn cho mọi người đúng không? Vâng, đi Thế thì học. tiền, anh bảo là một video mà tiêu hết 500 nghìn thì 10 video này là bao nhiêu tiền? Hả? Nhiều. 10 video này là bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu. Thế 15 video. 20 video đi, đấy là 10 triệu đúng không? Vâng. Thế bây giờ tính cả tiền xăng xe và đi lại và linh tinh nữa thì giả dụ cho tháng căng nhất thì được 15 triệu đi. Đó, thì tháng được 5 triệu. Đấy mọi người thì bảo đi
Sợ mấy anh em siêu nhân thì cứ bảo chắc làm YouTube này nhiều tiền lắm. Không nhiều đâu. Nhiều thì phải là view cực cao mới được nhiều tiền và được nhiều người theo dõi. Ủa để trước hôm nay bọn mình ở đây thì cây này nó nhiều ít ớt nhỉ, bây giờ nhiều đúng không? Bây giờ nhiều. Bây giờ không ai ăn đấy các bác. Ngày xưa là bởi anh em siêu nhân làm đường thì ở lán đây thì là đây ngày xưa là cũng ở cái lán này. Thế nhá, thế là quyết định thế nhá. Linh sẽ hỗ trợ là 3 triệu để mua mua bò cho nhá. Vâng. Với cả tiền đấy, cố gắng lên nhá. Vâng. Nói chung là bố mình mất sớm rồi, mẹ mình đi bước nữa, nhưng mà còn mình còn trẻ, mình có sức thì mình vẫn cố gắng để làm nhá. Vâng. Áp bó thì đây rất là ngoan các bác ạ, tại vì anh kiểu biết bố mẹ mình ấy, bố mất sớm, mẹ cũng bỏ đi bước nữa thì anh cũng nói chung là rất hiểu ý và rất biết nghĩ đấy, cũng không đòi hỏi. Lên làm đường có nghe mọi người đưa cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cũng không đòi hỏi là quá là nhiều. Thế nhá, xong là có gì là tí lại xuống hộ anh Vừa. Vâng, tí là xuống hộ anh Vừa. Thế nhá, thông báo thế nhá. Tuần này thì chưa mua được đâu đúng không? Vâng. Tuần sau nhá. Vâng. Chính xác là tuần sau mua nhá. Vâng. Ừ. Thế được. Thế thì về đi, xong là để Linh sang chỗ bên nhà bác Trơ, em hỏi bác Trơ có ở nhà không? Vâng. Bác Trơ ở nhà không? Bác Trơ ở nhà. Ừ. Thế nhá. Hải Linh nhá. Ừ. Báo thế. Bây giờ Linh sẽ đi sang chỗ bên nhà bác Trơ xem là hai vợ chồng nhà bác Trơ có ở nhà không. Để Linh sẽ thông báo cái số tiền hiện tại Linh đang nhận được của gia đình nhà bác Trơ để thông báo cho bác. Thì cái số tiền này Linh cũng không muốn là đưa tiền mặt cho bác Trơ, tại vì là nợ thì chắc chắn là sẽ phải giả họ rồi. Bây giờ bác Trơ nợ họ 26 triệu thì bác sẽ phải dần dần sau này thì sẽ giả. Còn bây giờ thì có giả 7 triệu thì nó vẫn thiếu, nói chung là vẫn thiếu rất là nhiều. Thì cái số tiền này Linh nghĩ là mình sẽ mua gia súc cho gia đình nhà bác Trơ để bác Trơ có thể là phát triển kinh tế. Đó, có nghĩa là có thể mua con bò để năm sau nó nuôi nó lớn hơn, nó còn đẻ, nó có thể đẻ được một con bò nhỏ nữa thì có thể phát triển kinh tế được. Đây, hiện tại Linh đang trên đường đi vào nhà gia đình nhà bác Trơ đây. Không biết là hai bác là có ở nhà không. Đúng ra là bác Trơ với cả bác gái đây Linh phải gọi là ông bà, tại vì cũng già rồi, cũng hơn 50 rồi. Đó. Đây cái bể thì ngày xưa nhà bác Trơ thì dùng nó bị hỏng cái này nhá các bác. Đến căn nhà này mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Bác Trơ ơi, ở nhà không nhở? Ở rồi. Xin chào nhá. Nước chơi là vừa. Ừ, xin chào bà nhá. Thế nhớ chơi có gì à? Nhớ chơi, chị Thế là ở nhà thôi à? Thế là bác Trơ là dạo này còn uống rượu không ấy? Không, không có rượu uống đâu. Không có rượu uống, thế có uống? Không có rượu uống đâu. Đấy, thấy vui vẻ này, này tốt không? Thế hôm nay thì bảo bây giờ ông cũng không uống rồi. Đấy, phải cố gắng lên. Nói chung ông phải không uống thì Mỹ Linh với cả các cô bác với Thương nó chỉ học cho mà nó cho pha hoa lu. Ôi, nếu mà chỉ mua cho học thì á. Nếu mà bác Trơ mà uống rượu nhiều là các cô không thương đâu nhá. Đấy. Không uống nữa. Bây giờ bác uống rượu nhiều, nếu bác lại bị bệnh rồi. Yeah. Bác lại phải bị chết đấy. Yeah. Đấy. Yeah. Nói nó thẳng luôn đi, không phải nói hàm ý nữa. Uống rượu nhiều là sẽ bị bệnh chết rồi. Yeah. Có sợ chết không? Sợ quá. Thế uống nhiều thì không ăn bây được giờ, thì sợ chết đấy. Bây giờ bác còn nợ tiền họ thì phải cố gắng. Mình không uống rượu nữa, mình sẽ nuôi bò, nuôi gia súc để cố gắng để phát triển, để giả nợ đúng không? Chứ bây giờ mình đang nợ dù hay trái ra chia mà dù xì giỏ dù các vấn nọ thì dù khó thẻ khó chia nè. Dạ xì giỏ thế nào nhỉ, nhưng mà chỉ mấy đại tiền lo dù chế cho xì giỏ mà cứ tiền thế tao nó khó tiền nè. Dạ. Dạ cứ tao nó khó tiền nè. Đấy. Thì các bác cũng xem căn nhà hiện giờ thì cũng không có gì đáng giá cả. Được chắc là đáng giá chắc được mỗi cái chuồng mà hôm nọ là cái giường ấy. Thiếu nọ Linh mua. Đây quần áo đây. Đấy, gia sản thì còn mỗi là cái con ngan này. Đó.
Hiện tại bà con thì đang đi bẻ ngô đấy các bác. Hiện tại bốc cừ là rồi. Bây giờ sản thì hiện tại còn mỗi con ngan đây nhá các bác, không còn gì cả. Thực sự thì Linh cũng không biết nói thế nào. Nó thì Linh đã lên ý tưởng là sẽ là cái số tiền đó thì Linh sẽ mua giúp cho gia đình một cái gì đó để phát triển kinh tế. Để bây giờ Linh sẽ vào trong này, Linh ngồi đây là Linh nói chuyện với cả bác Trơ với cả bà sẽ như thế nào. Nên là tỏ tuân là lý rõ. Đây ra đây ngồi, cháu Linh ngồi nói chuyện với hai bác một chút. Đây ngồi đây. Hai tỏ tuân. Ngồi đây cho sáng, ở trong nhà tối quá. Thế là chồng được. Bác chơi toàn quần áo mông ấy nhờ. Cái này là lấy đâu về đấy? Cái này lâu rồi à? Rồi tao dọn. Mũi ngay lúc tôi rồi. Ngay lúc tôi em. Ngay lúc đấy. Thì ngồi đây nó sẽ sáng sủa hơn thì à. Linh sẽ hỏi hai ông bà xem như thế nào. Hai bác xem. Thế là từ hôm Mỹ Linh lên nhắc bảo không uống rượu là không uống rồi đúng không? Không uống luôn. Không có gì uống. Không có gì. Không có gì uống à? Chỉ mua cháo hào rồi. Chỉ mua cháo hào, chỉ mua này cái là uống rượu uống mùa thò rồi tiêu thì uống xài thế thì là hài rồi. Có nghĩa là bác Trơ bảo là không uống, chẳng qua là đi nhờ người ta thì bắt buộc là phải uống thôi. Chứ nếu mà không có công việc là bác cũng không uống thôi. Đó thì cũng thông báo cho hai bác là hôm trước thì Linh có nhận được tiền. Đó thì những anh em siêu nhân ở trên bản đây thì có người có điện thoại thì sẽ biết là nó sẽ được nhận bao nhiêu tiền. Đấy, làm việc thì nó phải là chính xác. Hôm trước nhá, cháu Linh thông báo cho bác Trơ là hôm nọ bác Trơ được bao nhiêu tiền từ quý cô bác Mạnh Thường Quân gửi tiền nhá. Là hôm trước là cô Huyền ở Hải Dương có gửi cho bác Trơ là 300.000 đồng. Một bác giấu tên ở Thanh Xuân Hà Nội có gửi cho bác Trơ là 5 triệu đồng. Chú Hà ở Đồng Nai có gửi là 1 triệu đồng. Chú có gửi là 1.500.000 đồng. Nhưng mà trong đó 500 là cho bác Xính rồi. Và 1 triệu là cho bác Trơ. Anh Nguyễn Bá Thế ở Nghệ An có gửi cho bác Trơ là 1 triệu đồng. Tổng là 5 triệu, 6 triệu. Đâu nhỉ? 5 này. 6 này. 7 này. 7.300.000 đồng. Đó. Hiện tại là cái số tiền của bác Trơ là đang có 7.300.000 đồng. Đấy. Thì thông báo cho bác Trơ như thế nhá. Để bác Trơ biết, không đến lúc lại bảo là Mỹ Linh làm thương nghiệp, Mỹ Linh rất là tế, rất là, nói chung là tiền nong nó rất là tế nhị. Cái gì nó cũng phải chính xác. Các bác gửi như thế nào thì cháu Linh sẽ trao lại cho gia đình nhà bác như thế, hay là những cái hộ gia đình khác. Đó thì cái số tiền này thì bây giờ gia đình muốn như thế nào? Như là mua bò. Mua bò nuôi à? Mua bò nuôi. Mua lợn nuôi không được à? Mua lợn nuôi là không được à? Mua bò là rau bò nhiều quá. Có nghĩa là rau bò nhiều. Rau nghĩa bò là nhiều. Bác Trơ đang muốn là mua rau bò về nuôi. Thế là mua bò nhá. Mua bò. Thì Linh cũng nghĩ là mua bò sẽ phát triển hơn. Mua bò cái nhỉ? Mua bò cái. Bò chay thì bò làm chai. Không lấy bò chay thôi. Bò đực, không phải bò chay. Lấy bò gái thôi. Lấy bò gái à? Không lấy bò chay thì sợ quá. Bò chay. Bò chay thì mình không phát triển kinh tế được. Chỉ nuôi vỗ béo thôi. Còn bò cái thì mình mua về mình còn phối giống được. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế là ý kiến hỏi, bác Trơ hỏi bà xem bà có đồng ý mua bò không? Vậy chú Nhu là như thế nào? Chú Tù Nhu hả? Chị bảo lùi cho chị chị cho Tù Nhu hại lùi mắng. Vậy Tù Nhu xí. Thế bà bảo nào? Bà bảo đồng ý mua bò đúng không? Tù Nhu hả mua mà. Phải chứ. Mua bò. Mua cho này. Bà bảo là mua lợn thì cũng sợ là lợn nó ốm ấy, thành ra là nhiều lúc mình mua về sợ là nó tùa đi. Thì cũng mong là mua được bò. Đấy thì xem là chiều chủ nhật hay là thế thì tuần sau nhá, mua cùng Apo luôn nhá. Vâng. Apo với bác Trơ sẽ mua bò cái cùng nhau luôn nhá. Hai bên sẽ mua sinh sản. Đấy,
thì cái số tiền của bác chưa là đủ rồi. À, còn như nhà A Bó thì cũng không có tiền thì Linh sẽ hỗ trợ là 3 triệu cho gia đình nhà A Bó nữa. Tục bó mà. Đấy mà đi plot trò thêm mà nhân chỉ tập pet trò thêm mà thêm. Đấy. Đấy thì Linh đã sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu. Trò mà xa trò mà tôi xuống ăn thẻ mà. Ú xù mà nhu mà ú xù mà nhận. Tôi nhỉ không biết mà lo này. Chính trái. Giờ hành mà méo. Hành mà ú hành là tục dần. Tục cũng mà lo. Nhi cho nên mà mù chúa. Ừ mù chúa thì cho giờ tá khó tiêu bác thẻ là bác trái xả. Đấy, sẽ quy định là một con bò là 7 triệu nhá. Đấy, 7 triệu. Tại vì còn mất cả công tiền trở về nữa. Hai chị bông chia chế thầu đó à? Dù bông theo, nó là cháu chế cho cháu như chế thầu hữu. Chị ca chắc tỏ kê hồ. Cháu là lị nhu của chị chịu đâu. Thầu là thần đám là bông. Phải chở thôi, con dắt về là bò nó mệt là không biết về là lại cho uống nước hay là như thế nào là nó lại tùa đấy. Không cho uống nước rồi, cho uống nước thì chết rồi. Thế nhá, thông báo cho hai ông bà như thế, mà Hải Ly nhá, Thí Tảnh Ly nhá. Bây giờ Linh sẽ đi lên trên nhà bác Xính để trao 500 nghìn cho bác Xính, tại vì là trao cái số tiền của hôm nọ là có người ta gửi cho 1 triệu rưỡi là 1 triệu cho bác chơi còn 500 ấy. Đó là chú Hà ở Đồng Nai đấy. Thì Linh sẽ trao là 500 nghìn đồng cho bác Xính đó để giúp chú Hà ở Đồng Nai trao đến gia đình nhà bác Xính. Còn cái số tiền của bác chơi là sẽ cộng vào là sẽ để mua bò nhá. Bây giờ thì Linh sẽ phải đi lên trên nhà bác Xính đã. Thôi 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 nhưng mà mà hãy Thôi thôi mà Thôi Thí Tảnh Ly nhá. Mà Hải Linh nhá. Con chào hai bác nhá. Thế thì vừa rồi thì Linh cũng vừa vào trong nhà của bác Trơ thì cũng có thông báo cho bác thì mọi người cũng rất là muốn là nuôi một con bò để sinh sản. Thì cũng rất là cảm ơn những cái món quà của quý cô bác, quý nhà hảo tâm đã luôn quan tâm đến bà con ở vùng cao. Đây là những món quà cực kỳ là to lớn đối với không chỉ riêng trên kênh của Mỹ Linh, mà đây là một cái món quà cực kỳ là tinh thần và to lớn đến gia đình của nhà bác Trơ, hay là cái món quà đến gia đình của nhà A Pó nữa. Đó thì gia đình nhà A Pó thì cũng thiếu tiền thì Linh sẽ trích ra cái tiền của Linh. Linh sẽ hỗ trợ là 3 triệu cho gia đình A Pó để gia đình A Pó có thể mua được một con bò. Thế nên là Linh cũng rất là mong là quý cô bác luôn đồng hành và ủng hộ cho Mỹ Linh. Mỗi một lượt xem của quý cô bác là một cái lượt động lực để Linh tiếp tục có cái động lực vào bản mình để có những cái thu nhập. Hay là sau này Linh quý cô bác mà có muốn nhờ mua đặc sản hay gì đó thì quý cô bác có thể liên hệ Linh. Linh có thể giúp quý cô bác mua những cái đồ đặc sản đó để Linh có thể được 20-30 nghìn đó, cái tiền đó để Linh có thể có một cái tiền nó di chuyển vào trong bản. Bây giờ Linh đang trên đường đi vào trong nhà của bác Xính. Đây bác Sò thì chắc là nghỉ ăn trưa rồi. Trong ngày hôm nay là bác Sò vẫn đang nhờ đục đá đây các bác. Đã đục được rất là nhiều đây rồi. Đó. Thì bây giờ Linh sẽ đi sang phía bên nhà của bác Xính. Không biết là bác Xính có ở nhà không. Đó, các bác xem cung đường rất là đẹp khi có những ngọn núi tảng ngạn đây. Hôm nay là cũng thông báo cho bà con biết để cũng thông báo, đặc biệt là cháu Linh cũng thông báo cho quý nhà hảo tâm biết. Đây, cái máy này thì chắc khả năng là tí nữa Linh phải đi bảo là bác Sò với bảo mọi người là đi lấy cái bạt về che lại cái máy nghiền này, không mấy nữa là nó hỏng hết. Có nghĩa là mấy hôm nữa là đây mọi người cũng lấy cái này để che mưa. Có nghĩa là mấy hôm nữa là sẽ làm nhà còn dùng cái này nghiền luôn, trộn bột luôn đấy. Bây giờ Linh đang trên đường đi vào trong nhà của bác Xính. Khiếp chưa các bác, trời ơi rau xanh thế. Hôm trước vừa vào đây thấy rau bé tí. Đây các bác xem rau to chưa.
quá to. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ chắc không ở nhà rồi. Đây các bác nhìn này, hôm trước hái rau cải gió bé mà bây giờ rau cải rất là to và rất là xanh. Các bác sĩ không ở nhà rồi. Bác sĩ ơi, không ở nhà các bác. Bác sĩ ơi, đóng cửa rồi. Nếu bác sĩ này không ở nhà thì cái phần quà này hôm nào cháu Linh lên thì cháu Linh sẽ trao lại cho gia đình nhà bác sĩ. Thì không ở thì chắc Linh ra về đấy các bác. Trong cái lúc mà Mỹ Linh đi nhà bác sĩ thì không ở nhà thì Linh lên đây xem là cái tình trạng là bác Sò đã và đá nào khiếp mà bác Sò cũng phá rất là nhiều rồi. Nên chỉ Sò nó xuống rồi. Không nghỉ ăn trưa bác cũng Sò. Bây giờ đi mua đi mua gì? Đi mua đường á? Đường cái gì nè? Đổ nó là vào sửa. À, lại bị hỏng cái cây đấy à? Dù sau khi phá được hết những tảng đá này là nhà bác Sò là cái máy nó đã bị hỏng rồi. Hỏng cái nào? Đó này. Cái đấy mua bao tiền? Không biết được. Không biết được, bây giờ ra hỏi rồi. Thế thì ra hỏi đi xem mua hết bao nhiêu tiền. Đúng rồi, đi hai cái là tính 100 nghìn đi. Đấy. Hai cái 100 nghìn thì thay cũng được. Nhanh nhờ, chứ chi đã phá được hết rồi nhờ. Không ngờ ấy, phá nhanh như này các bác. Đá rất là to. Thế mọi người đang sửa lại cái máy đây. Máy thì nó đang chỉ hỏng cái thanh kia thôi. Mua về thay là được. Vô là thay là tàu rồi. Ờ, luôn là thay mà. À, nó bị gãy đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thay là được. Đó các bác ạ, trong cái buổi chiều hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay Linh xin lỗi, trong buổi sáng ngày hôm nay thì cháu Linh đến nhà của A Pó, nhà của bác Sò, nhà của bác Trơ. Với nhà bác Xính thì bác Xính thì không ở nhà. Thì mình Linh cũng thông báo cho gia đình rồi. Thì các bác thấy video của mình Linh hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của cháu Linh. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên đỉnh Hấu Chua nhé.